Đó, mà lại một mùa Giáng sinh nữa về rồi. Thì đây là cây thông Noel của gia đình mình. Năm nay gia đình mình không cần phải chuẩn bị nhiều quà nữa. Mình sẽ chơi trò mỗi gia đình một món quà thôi đó cả nhà. Món quà nào quà đó là to cho bá vậy nè. Không biết cả nhà có đoán được ở bên trong là cái gì không. Nhưng mà đợi tới ngày Noel thì mọi người sẽ được biết thôi. Còn cũng có nhiều quà, nhưng mà những cái quà đó thì mình đem lên trường tặng cho cô giáo của mấy đứa nhỏ rồi. Đây là những món quà chính cho gia đình. Để cuối tuần này mình sẽ sum họp gia đình vào ngày Noel. Giờ sẽ mở quà này. Tắt đèn lên thì nó thế này. Còn lúc nãy là mình tắt đèn. Cái thông này mình xài được 3 năm rồi. Cái thông giả chứ không phải thông thật nha cả nhà. Mình xài kiểu tiết kiệm á. 3 năm mình vẫn xài một cây thông thôi. Còn nhiều người mỗi năm đổi mỗi cây. Mà tại vì nhà mình ít ít có chơi làm Noel nên mình rất là đơn giản, chỉ cần có cây thông cho có không khí là được. Còn rồi đây, cái này mới đặc biệt. Năm nay mình có quà nha cả nhà, nhưng mà không biết là quà gì. Có người tặng quà cho mình nè. Đó, cái người mình đang chuẩn bị mở hộp quà đó. Ông nói là bình thường ông keo lắm, mà hôm nay sao lại đi tặng quà to vậy, còn nặng nữa, có chừng gần 10 kg. Không biết các cô chú anh chị có đoán được ở trong này là cái gì không. Bây giờ mình sẽ thử coi trong này là cái gì nha. Nói chung không cần biết quà gì không, nhưng mà nghe có quà là mừng rồi. Nhưng mà cái quà này ấy là vừa gửi về nên mình chưa có wrap, mình chưa có, không cần bọc nữa. Nó to quá, không cần phải cái trước sau gì cũng xài, bọc cũng như không thôi. Năm nay là mình được quà to quá cả nhà, to chưa từng thấy luôn, quá đã. Người chuẩn bị mở quà, trời ơi, ông mở quà ông lấy cái kéo, kéo đứt tay, kéo đó cắt xương á bà, cẩn thận đó. Cái này mới vừa tới bữa hôm qua, cái này mình mua đó thì để coi, nó trong vòng nó cũng gần lắm. Mua cái này hãng này như ở bên Chino á, mua trong vòng có 2 ngày nó gửi đến thôi. Ừ. Đó, các bạn nhìn thấy là gì chưa? Đó, HC, HC có nghĩa gì? Hết còn. Đẹp không? Cái này là trong cái hộp này nhìn là thấy rất đẹp luôn. Người mà chuyên về bếp, thích nấu ăn thì chắc hẳn sẽ biết được cái này. Đó, cả nhà biết làm đây, tên của nó nè. Đó. It's great. Wow. Là số 1, ba số 1 về nấu ăn không? Đây cả nhà. Wow, quay cái này là biết ở trong là cái gì rồi nha, nguyên một set luôn. Cái hãng này nếu mà đứng thứ nhì thì chắc không ai dám đứng thứ nhất đâu. Oh my god, đẹp quá. Nó nặng thiệt, một cái nặng mấy ký luôn đó. Wow. Cái này hình như là lifetime warranty hả ba? Đúng rồi. Vậy nếu mà hư do lỗi của mình hả? Hay lỗi người ta chứ? Tại vì là mình nấu ăn mà lâu ngày nó bị gãy cái cuốn, gãy cái cán. Thì mình gửi cho nó gửi một cái khác. Móp méo thì sao? Chắc không đổi rồi hả? Móp méo chắc không đổi. Còn xài thì chắc không đổi. Đây cả nhà, đẹp quá. Oh my god, đẹp quá. Cái này là cái... Cái này cái này đi. Bây giờ dẫn sử dụng nè. Wow, welcome to life. Oh my god, đẹp quá. Chụp cái quà coi. Chụp anh nè, chụp đây. Ông tự mình chụp ổng. Gọi nữa. Ok, chụp anh nè. Quà của em mà. Quà của em mà sao chụp anh chi vậy? Rồi, cả nhà xem đi, đẹp quá. Cái nó cái gì bé xíu vậy ba? Nó tặng thêm gì hả ba? Cái gì vậy? 8 inch đó, ai biết. À, cái nắp. Cái nắp ba. Cả nhà coi quà bà làm như là cái giỏ xách Louis Vuitton đó. Đây đi, có giống Louis Vuitton đó, đây đi. Nó làm đẹp quá phải không? Cái nắp 8 inch. Rồi, một cái nắp. Trời, cái nắp nặng quá ha. Rất là kỹ lưỡng. Chất lượng luôn. Ừ, đó, rất là kỹ luôn. Mày nói, đẹp quá. Tặng gì không phép tặng, cái này là nhất rồi, thích quá. Cái này cũng là cái nắp nữa đây nè. Cái nắp 12 inch nè. À, cái nắp. Cái dùng luôn em em. Maybe. Đẹp quá. Đó, đẹp chưa? Oh my god, nhìn như thế này to mà đem về nhà nhỏ xíu vậy, đẹp quá. Ừ. Cái này cầm nó rất là cứng cáp luôn. Đẹp ha, ở trong đó coi. Wow. Hình như là nó không trầy ở tại nhà, không trầy không xước. Oh, đẹp quá. Nó có mấy cái tổ ong trong này đẹp quá nè. Oh my god, công nhận đã ha. Trời ơi, sao đít nó nữa nè. Đít với ở trong, mặt trong với mặt ngoài giống nhau nè cả nhà. Đẹp quá, oh my god. Cái này đổ bla, perfect luôn. Cả nhà xem nè, cái tay cầm của nó nè. Rất là chắc luôn ha. Heavy duty luôn nè. Oh my god. Đây.
đây, cái bự hơn. Cái này to ghê chưa? Cái này rất là sâu luôn. Cái này để mình xào gà. Như cái này không phải cái tặng. Cái tặng là cái quai ở ngoài này chứ hả? Cái đúng rồi, cái tặng có cái quai nữa. Chưa thấy cái quai. Bỏ đây đi. Nhiều quá. Hay là nó quên tặng rồi hả? Sao quên được? Mình phải nói nó chứ, nếu nó quên thì mình nói. Mình mua một set này được tặng một cái chảo đó cả nhà. Chắc có gì đây chứ đâu. Nhưng mà em nhớ ba cái là cùng một size, cùng một kiểu dẹp dẹp vậy nè. Mà cái này là sâu. Wow đó. Nhìn trên hình á, to lắm. Cây nắp nữa. Em còn thử, hình như là nó không có rồi vậy. Set tặng là không có rồi. Sao kỳ vậy? Chưa thấy à. Không có. Để đem một set riêng thôi, cái chưa gửi đó. Về hả? Gửi chưa, để đem email nữa. Đó. Nè, đúng rồi, cái chảo trong này cái chảo nè. Là ba cái đúng rồi, bốn cái chảo đúng rồi. Đúng rồi, ba chảo ba nắp đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Tặng chưa? Cái tặng cái này nè, nhưng mà cái này không có quai. Không có quai ha, đúng rồi, cái sau là biết phần ha. Tại vì nhớ cái có quai nó bự hơn cái này rồi. Nữa. Đúng rồi. Đó. Thấy không? Ba cái cùng một size nè, đây cả nhà, đẹp quá. Đẹp không? Đó, tất cả như vậy. Wow. Đó thì cái này á là cho mua đó là nó nói là nó đang có special sale là khoảng 359 hay như 329 gì đó. Giá nó là 799. À, nhưng mà mình mua xong đó rồi bắt đầu nó nói là trong cái dịp lễ sale này nó tặng cho mình một cái này nữa. Yeah, tặng cái chảo sâu. Một là mình có thể chọn cái này, hai là mình chọn cái miếng rất là nó dẹp mà nó 13 inch. Thì cho anh thấy là cái 13 inch đó để mình ít cái khi nào mình cầm nó, cho nên cho anh Mỹ chọn cái này cái sâu này nè. Đó thì tổng cộng ra là phải gần 400 đô. Cả nhà thấy không? Chỉ là mấy cái chảo nhỏ nhỏ thôi đó mà mắc kia không? Đó là cái chảo nhưng mà review rất là good. Toàn 5 sao thôi ha. Đẹp quá ba. Đẹp ha. Nó làm chảo rồi mới làm kỹ không? Đó giống là, như là bỏ vỏ sách hiệu vậy đó. Giống như là cái hãng này á là nó được một cái ông đầu bếp mà giỏi tiếng á, nổi tiếng luôn á là Gordon Ramsay. Là ổng giống như ổng là sponsorship, ổng là người đại diện cho cái hãng này luôn. Thì nếu mà một cái người mà giỏi mà người ta đã để tên tuổi của ta sau một cái hãng thì mình biết là cái hãng này là đầu làm là phải chất lượng chứ không đẹp không quá. Để cái tên tuổi của người ta mà để biến mất gì đâu. Đẹp quá, đẹp quá. Nắp cũng nặng nữa nè. Nắp cái sau này là tặng nè. Cái 3 size, một cái 8 in, cái 10 in, rồi cái 12 in. Nó cái set nó là như vậy đó cả nhà. Ở trên đó thì nó còn 400 đô ba cái nè. Cái lúc nó bán hết nữa. Là mấy cái nồi á. Dạ, có mấy cái nồi mà mình không mua cái set nồi. Hình như hết một set là như là mấy ngàn, 2000 mấy một set. Tùy theo mình có khả năng đẹp nào quá. Thì mình mua đó thôi. Từ từ mình hay mua mấy cái kia. Đẹp quá, đẹp quá. Wow, nó warranty 10 năm cái giấy đó rồi ta. Giấy bảo warranty 10 năm mà. Cho mày. Lifetime này á. When lifetime. Lifetime warranty. Nè, cả nhà mấy cái chảo nè. Đẹp không? Cái này mình dùng được gas, mình dùng được điện luôn đó cả nhà. Mình bỏ lò nướng nó cũng được luôn. Dùng được tất cả mọi thứ luôn cả nhà coi nè. Nè. Cái điện đó. Ở đây là nó dùng cái induction á. Yeah. Induction stove. Dùng điện hết luôn á. Đẹp quá. Thank you Trong. Rồi vậy thì em tặng anh cái gì? Em tặng anh ngày nào cũng nấu cơm cho anh rồi tặng cái gì nữa? Nấu cơm cho anh là được, giặt đồ nấu cơm. Vậy là năm nay là không có quà gì. Được kiếm tiền cho anh nữa, anh muốn gì? Ok anh sẽ bỏ lại, anh sẽ đăng báo để lên eBay lại. What? Bán lại thôi. Không có quà. Hết. Oh no. Đẹp quá cả nhà ha. Đó. Cái này mình thấy ở Việt Nam á có rất là nhiều đầu bếp cũng sử dụng cái này nè. Cái chảo này, cái loại chảo rất là đẹp luôn. Đẹp quá đi. Nó nặng lắm, cẩm này mà sao mà đảo được hay vậy? Nặng quá sao mà lắc lên được. Cái này dễ thương nhất này, để offline mấy đứa nhỏ ăn. Cái này không thể xào. Nhưng mà cái này mình không thể xào được nhiều rồi, chỉ gia đình mình thôi. Không thể xào tiệc được tại nó hơi nhỏ. Tính ra mấy cái chảo này nó làm nông càng hơn mấy cái loại chảo kia ha. Chỉ để xào nhẹ thôi chứ đâu xào được gì sâu. Cái chảo kia sâu hơn luôn. Nếu mình thấy mình phải lấy cái chảo bự đó xào. Tính ra cái mấy trăm đô mà tính ra nó không có to cả nhà, nó vừa thôi, vừa nhỏ nhỏ thôi, dùng gia đình thôi nè. Chứ mình không thể nào nấu nhiều được, số lượng nhiều được. Nó phải là chất lượng thôi. Tính ra là mấy cái nồi của nó cũng không có to đâu ha.
Và đó là cái món quà của mình mà ông xã vừa tặng cho mình Noel năm nay. Mình rất là thích và rất là vui vì một món quà mà mình thích từ lâu lắm rồi. Thì nhân dịp Noel này cũng xin gửi lời chúc đến các quý cô chú anh chị và các bạn một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Còn Aiden, Aiden, Merry Christmas nha con. Merry Christmas. Merry Christmas. Bye.